Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Tin tặc tấn công đánh cắp dữ liệu của Tập đoàn Bảo hiểm Philippines. Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Philippines vừa kêu gọi những người tham gia bảo hiểm của tập đoàn cần cảnh giác và thận trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm để tránh có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp dữ liệu. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi tin tặc đã đánh cắp các thông tin cá nhân của hàng triệu người Philippines được cho là tham gia bảo hiểm của tập đoàn quốc gia này. Tin tặc đã tiết lộ dữ liệu đánh cắp được bao gồm những bản ghi nhớ mật liên quan đến tình hình sức khỏe của cá nhân nhằm để gây sức ép buộc chính phủ trả 300.000 Mỹ Kim tiền chuột. Ngoài ra, thì thông tin của nhân viên làm việc cho Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Philippines cũng đã bị đánh cắp. Sau khi xảy ra vụ việc, thì nhân viên tập đoàn đã không thể truy cập vào một số máy tính và trên màn hình máy tính hiển thị thông báo tin tặc đã khóa máy cũng như là mã hóa dữ liệu tập đoàn đã tắt các hệ thống máy tính bị ảnh hưởng để ngăn chặn cuộc tấn công lan rộng, làm đình trệ hoặc là gây sụp đổ hoàn toàn một số dịch vụ trực tuyến trong nhiều ngày. Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Philippines đã gửi thông báo đến các thành viên, trong đó nói rằng dữ liệu như là địa chỉ, số điện thoại và tài khoản định danh bảo hiểm đã bị xâm phạm. Tập đoàn yêu cầu các thành viên theo dõi các giao dịch thẻ tín dụng và thay đổi mật khẩu, đặc biệt là đối với các dịch vụ tài chính. Chính phủ Philippines hiện chưa biết là số người cụ thể chịu ảnh hưởng của vụ việc này như thế nào. Tính đến ngày 30 tháng 6, thì trang mạng của Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Philippines thông báo đã có hơn 59 triệu người tham gia bảo hiểm theo hình thức trực tiếp và gián tiếp. Còn số này chiếm hơn 50% dân số của quốc gia này tranh cãi việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển quảng cáo ở Nam Hàn. Nhưng ngày lễ chữ hàng Hangul, dư luận Nam Hàn lại tập trung chú ý vào việc sử dụng ngoại ngữ ngày càng tăng trên các biển hiệu, thực đơn nhà hàng, vấn đề vốn đang gây tranh cãi trong những năm gần đây. Nghị định thi hành luật quản lý quảng cáo ngoài trời và khuyến khích ngành quảng cáo ngoài trời quy định rằng về nguyên tắc, các chữ cái quảng cáo phải được viết bằng bảng chữ cái tiếng Hàn theo chính tả của bảng chữ cái tiếng Hàn, quy tắc là mã hóa các từ tiếng Hàn và quy tắc viết các từ nước ngoài trong bảng chữ cái tiếng Hàn. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của một nhóm dân sự Nam Hàn cho thấy trong năm 2019, 23,5% số cửa hàng ở 12 quận tại thủ đô Seoul quảng bá bằng tiếng nước ngoài, trong khi 15,2% số cửa hàng dịch tên của họ từ tiếng Hàn sang tiếng nước ngoài. Mặc dù trái pháp luật nhưng luật pháp Nam Hàn lại thiếu các điều khoản phạt tiền, gây khó khăn cho việc quản lý các hành vi vi phạm. Sự chỉ trích ngày càng tăng đã dẫn đến việc thúc đẩy xây dựng luật nhằm khắc phục văn hóa ngôn ngữ đang thay đổi. Trong tháng 7 năm nay, một nghị sĩ Nam Hàn thuộc đảng quyền lực nhân dân cầm quyền đã đề nghị sửa đổi đạo luật khung về ngôn ngữ Nam Hàn, trong đó bắt buộc chính quyền trung ương và địa phương khuyến khích các chủ doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống sử dụng bản hiệu và thực đơn viết bằng tiếng Hàn. Các nghị sĩ Nam Hàn đồng thuận với việc sửa luật nhằm mục đích truyền bá văn hóa ngôn ngữ Nam Hàn và nâng cao sự thuận tiện của người dân khi sử dụng tiếng nước ngoài trên bản hiệu và thực đơn. Trung Quốc tiếp tục giả tâm dùng sức mạnh quân sự làm bá chủ biển Đông. Giới lãnh đạo của Trung Quốc thay vì tuân thủ luật lệ quốc tế thì lại ngày càng sử dụng lực lượng quân sự như là phương tiện để dùng để ức hiếp các nước khác, dù là tại vùng biển Hoa Đông, biển Đông hay là khu vực Đài Loan. Theo ông Eli Ratner, phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã cho biết trong bài thuyết trình tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế giữa tuần qua, chỉ một ngày trước khi ông Ratner thuyết trình tại uh, Washington, Hoa Kỳ, một số tàu hải cảnh to lớn và tàu dân quân biển của Trung Quốc đã chặn đường cản trở hai tàu tiếp tế của Philippines mang tiếp liệu cho nhóm lính thủy quân lục chiến đang đồn trú trên chiếc tàu rỉ sét tại bãi cỏ mây hay còn gọi là Second Thomas Shore nhằm để xác định chủ quyền. Ông Ratner nói thêm rằng là nhịp độ của Trung Quốc hiện đại hóa quân sự là chưa từng có, cả về lực lượng vũ trang thông thường cũng như là lực lượng nguyên tử và còn sang cả các lĩnh vực chiến tranh mạng và không gian. Chỉ riêng ở khu vực Biển Đông thì hai nước như là Việt Nam và Philippines thường xuyên bị sức ép quân sự của Trung Quốc. Dễ dàng nhìn thấy nhất là các chuyến tàu tiếp tế của Philippines cho lính của họ ở bãi cỏ mây đã bị chặn. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc quấy rối hay là bám sát các hoạt động dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính thì khó thấy hơn. Việt Nam từng phải bồi thường cho một công ty Tây Ban Nha Repsol số tiền lên cả tỷ Mỹ kim khi buộc họ phải bỏ ngang hợp đồng khoan tìm đang được tiến hành dở dang vào hồi năm 2018. Tin tức thời đó tiết lộ là Bắc Kinh đã đe dọa đánh chiếm các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa nếu không từ bỏ kế hoạch tìm kiếm mới tại bãi tư chính nằm trong phạm vi chủ quyền lưỡi bò ngàn ngược Chính phủ Indonesia tăng nguồn cung gạo nội địa để bình ổn giá. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo chính phủ nước này sẽ tăng nguồn cung cấp gạo trên thị trường nội địa để bình ổn giá tiêu dùng trong bối cảnh giá lúa đang lên cao. Theo số liệu của cơ quan thống kê Indonesia, giá thóc khô chuẩn bị sát trong tháng 9 vừa qua là 7.386 rupiah một ký, tương đương 0,47 Mỹ kim một ký, tăng 9,3% so với tháng trước. Tổng thống Widodo cho biết để giải quyết tình trạng giá gạo tăng theo giá lúa nói trên, chính phủ sẽ cung cấp thêm gạo ra thị trường. Theo ông Widodo, chiến lược này đã chứng tỏ hiệu quả trong việc hạ giá gạo tại chợ đầu mối Chipinang ở Jakarta. Ngoài việc bình ổn giá gạo, Bộ Nông nghiệp Indonesia và các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp để thúc đẩy sản xuất lúa gạo, đồng thời bảo đảm phúc lợi cho người nông dân. Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia cũng tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ mỗi người 10 kg gạo một tháng cho đến tháng 11. Chính sách này đã được thực hiện trong 6 tháng qua, đem lại lợi ích cho 21,3 triệu gia đình. Theo Tổng thống Widodo, hiện tượng thời tiết El Niño đã làm sụt giảm sản lượng lúa gạo và gây ra khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tác động ảnh hưởng của thời tiết cực đoan này tới Indonesia được giảm nhẹ do lượng gạo dự trữ trong kho của công ty hậu cần thực phẩm nhà nước vua khá lớn, đạt 1,7 triệu tấn. Ghé thăm thủ phủ giác vàng lá ở vùng Kazanawa, Nhật Bản Thị trấn Kanazawa ở tỉnh Ishikawa có những xưởng giác vàng lá tuổi đời trên 400 năm. Nơi đây cũng được xem là thủ phủ của nghề sản xuất vàng lá. Từ xa xưa, thì các nghệ nhân của Nhật Bản đã truyền lại cho nhau cách chế tác vàng lá siêu mỏng, những tấm vàng lá được sử dụng để trang trí cho đền chùa, đồ thủ công mỹ nghệ và sử dụng trong cả ẩm thực. Ngày nay, mặc dù với sự trợ giúp của máy móc, nhưng để chế tác ra những à, lá vàng với độ dày chỉ một phần của 10.000mm 10 là điều không hề đơn giản. Để có thể tạo ra sự tinh xảo của tấm vàng lá, bí quyết của vùng Kanazawa là dùng giấy gan để gói tấm vàng. Loại giấy đặc biệt này bảo đảm khi đập để giác mỏng bằng búa thì lá vàng sẽ không bị rách lá vàng được tán mỏng đều, sáng bóng và nhẵn. Phải mất rất nhiều thời gian để giác mỏng những miếng vàng có độ dày lớn để thành những lá vàng có độ dày chỉ là một phần của 10.000 mm. Lá vàng sau khi được dập mỏng đủ độ sẽ được cắt vuông vắt và phần rìa sẽ được tán nhỏ và sử dụng để cho vào rượu sake. Đây là miếng vàng có trọng lượng 500 g Chúng tôi dắt mỏng thành các tấm vàng lá có độ dày chỉ một phần của 10.000 mm. Kích thước là 10 cm như thế thì chúng tôi sẽ dắt được 16 cho đến 17.000 tấm vàng lá như thế này. Ông Kazunori Sakuda là chủ tịch của công ty Gold Leaf Sakuda ở địa phương đã nói như trên. 99% vàng lá sử dụng trên khắp Nhật Bản có xuất xứ từ các xưởng thủ công ở vùng Kazanawa này. Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần tại các quần đảo Izu và Ogasawara. Nhật Bản ngày 9 tháng 10 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần đối với các khu vực quần đảo Izu và Ogasawara ở phía đông đất nước. Theo đài NHK, cảnh báo trên được phát đi sau khi xảy ra một trận động đất ở khu vực gần đảo Torishima. Theo dự báo, có thể xuất hiện sóng thần có độ cao khoảng 1 mét. Trước đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu thông báo vào ngày 6 tháng 10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,1 Richter làm rung chuyển quần đảo Izu khu vực Nhật Bản. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thì thông báo trận động đất có độ lớn 5,2 Richter xảy ra vào tối ngày 5 tháng 10, Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 10 km. Trung Quốc phát hiện quặng kim loại quý hiếm chiến lược mới. Tờ South China Morning Post vừa đưa tin các nhà địa chất thuộc một công ty con của tập đoàn Điện Nguyên Tử thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã phát hiện quặng kim loại mới tại mỏ Beiyan Obo ở thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông vào hồi đầu tuần này. Đây là mỏ khoáng sản thứ 17 được tìm thấy ở thành phố Bao Đầu và là khoáng sản thứ 150 được tìm thấy trong khu vực nói chung. Các nhà địa chất của Trung Quốc cho biết là loại quặng mới này có chứa niobi, một kim loại quý hiếm sáng bóng, màu xám nhạt được đánh giá cao trong ngành thép vì độ bền và cũng có đặc tính siêu dẫn. Theo tổ chức Geoscience Australia, thép được sản xuất với hàm lượng niobi dưới 1% sẽ cứng hơn đáng kể và có trọng lượng nhẹ hơn. Theo CNNC, quặng niobi hay còn được gọi là niobotite đã nhận được số phê chuẩn chính thức từ ủy ban phân loại của hiệp hội khoáng vật quốc tế neobobite được phát hiện ở nội mông là một loại quặng màu nâu đen được tạo thành từ niobi barium titanium sắt và chloride hộp kim được làm bằng niobi được sử dụng để chế tạo vật liệu xây dựng, đường ống dẫn dâu và khí đốt, cánh quạt và động cơ phản lực, vân vân. Geoscience Australia cho biết là NaOpi còn được biết đến như là một chất siêu dẫn ở nhiệt độ thấp, hữu ích trong việc sản xuất 500 siêu dẫn cho máy da, tốc hạt và máy MRI. Brazil hiện thống trị sản xuất Naobi toàn cầu, chiếm gần 89% sản lượng, tiếp theo là khoảng 8% ở Canada. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Brazil có hơn 90% trữ lượng Naobi được biết đến trên thế giới. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.